Thưa quý vị và các bạn, đây là những nghệ nhân vẽ đường phố đây. Ở đây có 4 người vẽ những cột điện ở thành phố Sa Đéc, những bức tranh trên cột điện rất đẹp. Ở đây là đang vẽ hoa hồng. Hôm nay mình đi là nhiều người đi vẽ lắm ha anh? 6 người. 6 người ha. Màu tươi sáng đẹp quá các bạn. Giờ ở đây là có 2 cột điện đây mà vẽ những cái bông hồng nhìn rực rỡ quá. Như 2 cột này nè, là mình vẽ cái thời gian bao lâu vậy anh? 2 ca hả? Dạ. Tiếng rưỡi à. Tiếng rưỡi ha. Mình vẽ này là cái đoạn đường này không hay là mình có vẽ đoạn đường nào khác nữa không anh? À, đường này thôi ha. Này đường Hùng Vương nha các bạn. Thành phố Sa Đéc. Đẹp lắm các bạn. Như cái loại sơn này nè, mình nó có dễ bay không anh? Như mưa gió này nọ đó. À, nó thời gian nó cũng lâu lắm ha. Như tới Tết là nó cũng còn rực rỡ giờ. Còn mà nó không có độ tươi như vậy. À, cái màu nó sẽ lút bớt ha. Hai màu đẹp quá các bạn. Đúng rồi. Nhưng mà nãy mình đi mình quay những cột điện khác nữa các bạn. Là mỗi cây cột là một cái giống hoa khác nhau và mỗi cái cảnh khác nhau hết. Này rất đẹp. Thì mình đi tới mình gặp hiện giờ có 3 người vẽ ở đây nè. Mình tới mình hỏi những cái gì mình hiện giờ là vẽ này thì để mình hỏi kỹ là xin phép vẽ miễn phí hay là ở công trình kêu nha. Cái này là mình vẽ tự phát hay là bên đô thị nó kêu anh? À, nhưng mà cái chủ đề họ chọn hay là mình chọn? Chủ đề thì mình chọn một cái vẽ hoa đó. À, nên cho thoải mái sáng tác ha. Vậy là cái này vẽ cái mặt trước của cây cột ra mặt lộ thì là chảnh thôi, mặt sau không có vẽ nha các bạn. Ở dưới thì giống như cỏ nè, có những hoa nhỏ. Cái chánh là chủ đề là hoa hồng ở trên nè, đẹp quá. Mình cũng người Sa Đéc luôn ha anh? Tự rồi Tam Nông gì tùm lum anh ơi. À vậy hả? Cái này mình có đi vẽ những cái địa điểm khác không vậy? Có gì của anh. À, mình cũng có đi những công trình của tỉnh khác luôn ha. À, trường học luôn. Dạ. Yeah. Rất chuyên nghiệp các bạn ơi. Thì ở đây á, những 6 người ở đây là vẽ những địa phương khác cũng có luôn. Vẽ những cột điện và vẽ những cái trường ở trường học luôn. Lúc này mình đi những cái trường học tiểu học á, hay là trường mẫu giáo á, thì thấy thường có những cảnh vẽ sống động lắm. Rồi cảm ơn anh, để tới như ba cô đằng kia nữa coi. Dạ. Này thưa quý vị và bạn, đây là cột điện thứ hai mình quay đây. Thì
này đang vẽ cũng có tạo được cái đường sóng trước nè, rồi mới tô màu lên đây. Đố các bạn, đây là những hoa gì? Hiện giờ là mỗi cục đèn là mỗi cái giống hoa khác nhau, thì màu sắc cũng khác nhau luôn. Như nãy mình nói là đố các bạn đây là những loại hoa gì, nhưng bây giờ mình cũng không biết, mình sẽ hỏi những cái cô mà vẽ này nè, là hoa gì nha. Cái này anh hỏi thiệt là những này hoa gì chứ hả? Hoa gì? Mà hồng gì mới rửa hồng môn ha. Tại không nói thật ra là nói tới hoa này là bó tay rồi. Vậy là hồng môn nha các bạn, gặn hổ dữ lắm mới ra được cái từ hồng môn nè. Cột nặng thì có hai cột giả hoa hồng, ở đây một cột giả hồng môn, nhưng mà mỗi cái cột có màu sắc khác nhau và đẹp quá. Cái này làm đẹp cái môi trường, cái những cục điện ở đường Hồng Vương, phường 2. Sẵn hỏi em luôn, như mình là ở đơn vị nào em? Ở La Dung. La Dung ha. À, mới nãy bên cái ba người đẳng nói hồng ngự có rồi đủ chân á, là như mình tập hợp vậy hay sao? Dạ không, hồng ngự là rễ của La Dung anh. Dạ hả? À. Vậy là cái cũng như cơ sở là ở La Dung ha. Dạ. Như cái chủ đề là mình tự chọn hay sao? Phường 2 người ta chọn anh. Ta chọn người ta yêu cầu vẽ hoa lá vậy á. À, thì đó cái như là ý tưởng thì họ kêu mình vẽ cục điện, nhưng mà cái vẽ cái gì á là do mình vẽ ha. Dạ, đúng rồi. Rồi hiểu, do cho mà thoải mái sáng tác những cái hoa mình thích ha. Như hôm qua đi ngang ấy, thấy vẽ mới có màu gốc thôi, hôm nay mình mới vẽ hoa, mà hôm nay đã vẽ xong không em? Dạ, cố gắng xong hết. Như là mình vẽ bao nhiêu cục điện lận? 19 cột. 19 ha. À, tính ra cũng 19 cột, nhưng mà tính ra cũng cỡ khoảng 15 ca chỗ hả? Tại vì có những chỗ là hai cục điện nữa. Thực sự mình đi dọc đường, mình bị thu hút bởi những cái màu rực rỡ từ những cục điện ở đường Hùng Vương rồi các bạn. Nên mình tới mình quay, mình gửi đến các bạn xem. Cục điện có được cái diện mạo mới, đó là những bông hoa và những màu sắc sặc sỡ do những người nghệ nhân vẽ đường phố này nè tạo nên. Rồi thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Thì mình chỉ gửi chút hình ảnh về cái hình ảnh đẹp những con người tạo nên những cái bức họa trên cột điện, quá xa đẹp. Rồi chào chào ba người đẹp nha. Rồi chào. Oh, rồi. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn. Mong các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like và chia sẻ những hình ảnh đẹp đến cho nhiều người nha. Và đừng quên đăng ký kênh giúp kênh mình phát triển. Kênh mình chuyên về Sa Đéc, những hình ảnh đẹp của Sa Đéc.